Hello, câu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một câu cá trôi chép nha các bạn. Món này chúng ta rất đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn quá nhiều tiền và công sức. Mình đã test bài món này lên cá thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu. Có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em làm, anh em lên được cá, đó là niềm vui của mình rồi. Các anh em thấy video này của mình hay, các anh em hãy chia sẻ về mùa này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn và các anh em cùng đón xem mình làm một câu cá như thế nào nha các bạn. Xin mời. Đây các bạn. Đầu tiên các bạn chuẩn bị mình bịt cắm chim như thế này nè, lại mà có tem nè. Cái bịch này nó có trứng gà, vả dâu chín, đậu tương, bột tôm, bột ngô, bột nhuộm tầm, vitamin tổng hợp, khoáng tổng hợp các bạn, rất là đầy đủ đây rồi. Rất thích hợp cho chúng ta câu cá trôi chép với bịch cắm chim này. Đây, đây là bịch sau của cắm chim nè, bịch mà có cái hình người mặt tròn tròn thế này nè, là ok. Còn cái bịch mà có mà hình người dài á, nó sẽ không thơm nha các bạn. Bịch này sẽ thơm hơn, thơm hương dâu hơn, rất ok hơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đổ ra trong bị mình của tao thơm như vậy nè. Các bạn đổ ra. Xong rồi các bạn chế nước sôi vô cho mình các bạn. Thì tới các bạn muốn câu đơn hay là câu lăn xê. Mình câu đơn mình làm ít cho các bạn. Rồi, các bạn vậy mình nước đun sôi nè, rồi các bạn chế vô. Chế vừa nước, tránh nhả mồi các bạn. Xong rồi các bạn lấy muỗng nè, các bạn trộn đều lên. Con chim chúng ta nó nở ra nha các bạn. Nở thật là nhuyễn, thật là dẻo. Rất là thơm luôn các bạn ơi, thơm được nồng luôn, tôm không có dao được nồng luôn. Đấy, cái chim ta đã gần nở hết, gần xong rồi. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình bơ tường an nha các bạn. Đây, đây là bơ tường an nè. Các bạn mình quay mình một hai muỗng bơ tường an nha, ok nha bạn. Bây giờ bỏ một muỗng bơ tường an vô mồi nha. Đó. Một muỗng hoặc là hơn một muỗng cũng được các bạn. Không quan trọng đâu. Rồi, các bạn diễn ra các bạn đều lên cho mình. Cá chép rất thích ăn là cắm chim chần nước sôi nha các bạn, hoặc là cắm bắp chần nước sôi. Cái gì mà chần nước sôi cá chép rất thích ăn các bạn, trôi với lại chép rất thích ăn. Bây giờ mình sẽ bỏ tiếp thần tiếp theo đó chính là sữa đặc nha các bạn. Đây là sữa đặc nè, nè sữa đặc, sữa nào cũng được hết nè, sữa đặc nè, các bạn dùng bài nào cũng được hết nha các bạn. Cho mình một ít đặt vô trong đây. Lâu chảy nha, nó tạo cho mùi hương ngọt nha các bạn. Rồi, ok. Để các bạn trộn đều lên cho mình.
chào. À, thành phần tiếp theo đó chính là bánh xôi lai vị dâu. Các bạn bên mình hai cái bánh xôi lai vị dâu như thế này các bạn. Ok. Bên trong nó có mùi hương dâu rất là đặc biệt nha các bạn. Nè. Nhân màu màu hồng bên trong nè. Ừ, rất là thơm luôn. Hai cái nha các bạn. Đây hai cái. Và các bạn bóp nhuyễn ra cho mình. Bằng dùm tay nè. Bạn bóp nhuyễn ra. Mùi này để chúng ta cô đơn nha các bạn. Thì các bạn làm mà mồi ta nó dính vừa thôi là ok ok. Các bạn muốn câu cá chép hiệu quả thì các bạn làm xong là các bạn đem bằng câu liền nha. Bạn muốn câu cá trôi hiệu quả thì các bạn ủ qua một đêm cho mình, ủ một ngày. Xong rồi các bạn hãy đem đi câu là sẽ ok ngay. Nếu mồi chúng ta mà nó bị mà tây mồi quá thì các bạn cho thêm cá bắp vô cho mình nha các bạn. Cá bắp á. Rất ok luôn, mồi của ta là ok luôn. Thế các bạn. Đây là bột chiên giòn mê danh nè. Các bạn cho mình một ít bột vào trong đây để chúng ta tạo ra cái dính, để chúng ta câu xong hồ đập sẽ ok hơn. Tránh tình trạng mồi ta sẽ bị rễ bị rã mồi nha các bạn. Ít thôi, nhiều quá. Rất là dính các bạn. Các bạn có một cái đòi bạn hứa thử mồi của ta sẽ lên cái mùi như thế nào. Lỡ mà nó chưa có đậm đặc quá thì các bạn cho thêm một một đến hai cái bánh xôi lai và dâu vào nữa nha các bạn. Thì ok. Các bạn, mồi ta rất là dẻo luôn nè, rất là thơm ngon luôn. Mồi này là mồi ngọt nha các bạn. Thật của ta coi có chép. Toàn bộ hương liệu này đều là mồi ngọt hết nha các bạn. Rất ok. Ok luôn. Rồi. Mồi ta đơn giản có vậy thôi các bạn. Rẻ tiền mà hiệu quả lại cao. Đây ta coi đơn là rất ok luôn nè, rất là dẻo luôn, chín rất cao luôn. Video mình đây kết thúc nha các bạn. Coi các bạn đã xem video này của mình nha. Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Và mình xin chúc tất cả các bạn làm mồi của mình lên lượt thật nhiều cá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.